Dạ, con xin kính chào và kính chúc sức khỏe tất cả quý cô chú. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh. Thì hôm nay mời quý cô chú cùng với con ghé lại vườn của anh Sang tại Phụng Hiệp của tỉnh Hậu Giang hết cô chú. Thì hôm nay anh Sang lại tiếp tục giới thiệu đến quý cô chú một số cái mẫu bonsai. Thì gồm có con thấy có cẩm thị nè, một số cây cẩm thị bonsai cũng khá là độc đáo đó quý cô chú. Một số cây phô bông giấy, mai chiêu thủy, rồi bông trang nữa, nói chung cũng đa dạng các loại. Em mời quý cô chú cùng giao lưu với anh Sang trong cái clip hôm nay. Dạ rồi, em chào anh Sang ơi. Dạ, em chào anh Khánh ha. Và con xin kính chào cô chú anh chị đang xem video ha. Hôm nay con xin giới thiệu tới cô chú anh chị một số cây ma, cây bonsai nhỏ ha, để mong được cô chú anh chị ủng hộ cho em. Và số điện thoại của em là số 0866098579, số là số Zalo của em cô chú anh chị. Rồi, dạ rồi. Vào cây đầu tiên ha. Cây đầu tiên cây cẩm thị mã số 1. Dạ. À, một cây cẩm thị dáng dáng bay anh hả? Dạ, dáng đổ. Dáng đổ. Vừa bay vừa đổ luôn quý cô chú ơi. Có lũa luôn. Đó. Bay đổ rồi lũa luôn anh ha. Dạ. Trong cái thân nó cũng khá độc đáo. Mà cái cây này nó lũa là gỗ nó chắc ha, dạ. Nó không bị mục đâu. Nó rất là cứng mà quý cô chú. Dạ, nó được cứng mệnh danh là kim cương mà, kim cương đen nè. Đây, nó lũa vậy nè. Lũa tự nhiên luôn anh ha. Dạ, lũa này là lũa tự nhiên luôn. Mình chơi rất là độc đáo luôn đó cô chú. Lũa tới dưới này luôn. Anh quay ở đây giúp em. Dạ. Đây. Đây, lũa tới ngọn luôn ha. Đó, nó chạy dọc một đường lũa vậy đó. Rồi, đo giúp em luôn anh ơi. Dạ. Nào đây. Cái chiều đổ được 70. Dạ, 70. Dạ. Quanh thân ngay đây thì nó thân ngay đây nhỏ. Ở đây là được 13. Dạ rồi, 13. Dạ. Em đo tổng cái này ha. Dạ rồi. Tổng này được 36. Dạ, rồi 36. Dạ. Đây, cái này thì mình ấm sơ dừa vô ha. Dạ, em ấm sơ dừa để vận chuyển thì nó cũng dễ ha. Tại cây này cây đổ. Dạ rồi, cây này giá sao đây anh Sang? Là cái này em xin giao lưu là 1,5 triệu ạ, em bao ship toàn quốc ha. 1,5 triệu anh ha. Cây này cũng khó đóng thùng quá cô chú. Dán đổ ha anh ha, đổ mà lũa luôn cô chú ơi, lũa nửa thân luôn, nhìn rất là độc đáo luôn. Về mình thay cái chậu đẹp đẹp vô ha. Dạ rồi, đổi luôn anh ơi. Dạ. 1,5 triệu của cô chú, bao ship toàn quốc. Số điện thoại anh Sang thì con để trên màn hình ha, mình giao lưu mình gọi trực tiếp số trên màn hình giúp con. Dạ, rồi anh có một số tác phẩm cẩm thị đây, cái này thì nguyên một cái củ ha, củ bệ. Cái này bonsai lùng lực ha, bonsai lùng lực anh ha. Dạ. Này là nguyên một cụm liền luôn anh ha. Dạ, cụm liền anh. Nguyên cụm liền cũng có bọng lũa luôn. Dạ, có ở đây ạ. Dạ, nhưng mà cái gỗ nó cứng lắm. Dạ, gỗ này thì cứ chú yên tâm ha. Đó. Rồi, đo giúp em luôn, một cụm lùng lực luôn ha quý cô chú. Dạ. Cái chiều ngang là được 53. Dạ. Chiều cao luôn anh ơi, chiều cao. Dạ. Từ mặt chậu lên chiều cao được 32. Dạ. Rồi, tổng cái cụm cái này đo nó là bẻ liền đó, đâm em đo bẻ liền đó ha. Dạ. Là được 73, 72 đi. Dạ rồi, 72. Dạ. Đường kính bầu là được 40. Bầu 40. Nó. Dạ. Bọng ngay đây luôn anh ha. Dạ. Bọng xuống một lỗ đây nè quý chú. Cái này nó có tay chì sẵn ha. Cái. Dạ. Này lúc em mua là người ta có lui sẵn nè, trong cái người ta lui sẵn nó ra chì được cô chú ha. Dạ rồi. Này nó liền luôn nha quý chú. Nguyên cái vách này nó liền luôn. Dạ. Rồi cũng giá 1,5 triệu luôn anh hả? Dạ, cái này em cũng xin giao lưu 1,5 triệu ha. Em bao ship toàn quốc luôn quý chú. Dạ. Cái này một cái cụm nhỏ nhỏ ha, mình chơi vô cái dĩa. Cái này là bonsai lùng lực ha. Cái. Dạ. Này cô chú về mà khai thác xuống mình bẻ những cái chì này ra nhìn nó cũng có duyên lắm ha. Rồi 1,5 triệu anh ha. Dạ. Dạ rồi, đổi giúp em luôn. Rồi tiếp tục luôn. Cẩm thị số 3 anh ha. Dạ, số 3. Cái này thì dáng siêu siêu anh ha. Dạ. À, cái dáng siêu.
Rồi cây này thì chỉ có giá là 1,2 triệu thôi hả cô chú. 1,2 triệu, ok, dáng siêu siêu vậy nè. Đó. Để em đo ha. Rồi đo giúp em luôn. Chiều cao là được 38. Dạ, cao 38. Dạ. Từ chỗ này tới đây là được 49. Rồi. Đường kính bầu được 40 ạ. Rồi cái thân luôn nè, dạ, thân luôn. Hoành thân được 36. 36 của cô chú ơi. Dạ. Cái cây dáng siêu siêu bay bay cũng có ra tay cành anh ha. Dạ. Cái này em mua là người ta có lùi rồi ha cô chú ha. Nên là dạ. Cây này thì sức sống của nó rất là mạnh ha. Nên là cô chú mà cộng thêm người ta lùi rồi, người ta khai thác người ta lùi rồi, đâm là cây rất là khỏe ha. Dạ, dòng rừng núi anh ha. Dạ. Rất là đặc biệt cho cô chú. Rồi anh dừng dừng đây giúp em ha. Dạ. Anh đó có hai cái cọng đế chà cây ha. Bên đây cũng có cọng nè cô chú. Đây cũng có ha. Cắm xuống. Rồi giá luôn anh ơi. Dạ cây mã số 3 này em xin giao lưu của chú anh chị là 1,2 triệu ạ. 1,2 triệu anh ha. Dạ. Dạ rồi cũng ship toàn quốc luôn ha. Dạ. Rồi đổi giúp em luôn. Rồi tiếp tục luôn. Đây là mã số 4. Đây cây này cụm này cũng khá độc đáo nè của chú. Cụm này là ba thân anh ha, dạ, dáng tam đa ha. Dạ. Cái này cô chú về mình chơi theo kiểu cụm rừng cũng được ha. Cụm rừng, lũa luôn nha quý cô chú. Cái này thì lũa thì không có sao hết theo cô chú. Lũa gỗ nó rất là cứng luôn. Người ta gọi là lũa thép á. Dạ. Là nó cứng lắm. Nó rất là độc đáo ha. Ví dụ cô chú thấy, anh quay qua đây. Ở đây mình nhìn thấy nó đen thui anh ha, nhưng mà nó lên cái mầm nè. Dạ. Nhìn rất là độc đáo luôn quý cô chú ha. Từ cái mầm này ra nè. À, bên đây là mặt lũa luôn. Rồi. Dáng tam đa. Chơi lũa vọng luôn ha cô chú. Chơi lũa luôn. Rồi, dừng vị trí này luôn anh ơi. Đo giúp em luôn. Đây. Đó. Rồi, thông số giúp em luôn. Dạ. Chiều cao là được 40. Dạ. Chẹt chẹt cái này cái cô chú thấy nè ha. Dạ. Rồi. Em đo cái này nó bẻ liền mà em đo như này trước đi. Này là được 41 nè. Dạ. Cái chiên đây nè. Chiên đây được 24 ạ. 24. Rồi, tổng cái cụm này là như đây. Tổng cái cụm này được 56. Dạ, tổng cụm là 56. Đường kính bầu là được 39 ạ. Dạ, cái này rất là dễ thương quý cô chú. Thấy tam đa dễ thương anh ha. Dạ. Có bọng lũa. Cây này cây thiên nhiên. Dạ. Rồi giá sau đây có tai chi khảnh sẵn dạ. Luôn. Cây này em cũng sẵn. Xin giao lưu của chú anh chị 1,500 ạ. 1,5 triệu. Và một số cái tược đang ra mạnh luôn ha. Dạ đây, cây này nó mạnh lắm anh ạ. Dạ. Rồi 1,5 triệu của cô chú ơi. Bao ship toàn quốc luôn. Dạ. Số điện thoại của anh thì con để trên màn hình ha. Mình giao lưu mình gọi trực tiếp số trên màn hình giúp con luôn. Dạ rồi đổi luôn anh Sang ơi. Dạ. Dạ. Ok cây này là cây quái anh ha. Dạ. Một cây dáng trực lên cái form vậy nè quý cô chú, rất là quái luôn. Đây. À, cái này mình cũng không biết gọi sao nữa anh ha. Dạ. Tại cạnh nó to ở trên vậy nè. Đây này. Cô chú mình có ý tưởng về mình chỉnh rất sửa là lực lại luôn. Mình cắt mình chỉnh sửa lại. Giống như một cây cổ thụ mà thiên nhiên bị mưa bão đồ này nó siêu vậy nè. Đây anh để vị trí này luôn. Dạ. Đây, rất là độc đáo luôn ha cô chú. Đó, tay cành lớn hết trơn rồi. Đặc biệt là những cái này nó rất là lực luôn. Đó. Rồi đo giúp em luôn, chiều cao luôn. Dạ. Chiều cao tán rộng luôn. Chiều cao được 50 ạ. Mấy cái này mình về mình nuôi chạy chi tay cái mình bắt ra ha. Đánh ngang được 75 ạ. Có
Mình thanh được 36 cô chú ơi. 36, dạ đúng lùng lực luôn mà liên lạc luôn nha quý cô chú. Cây này thì tay cạnh nó liên lạc luôn. Đường kính bầu được 45 ạ. Dạ. Anh đo cái này, anh đo cái chi tài này. Dạ. Còn nó to cái nào chú xem. Cây này gì? Dạ, cái chi này được 28. 28 à. Dạ. Nó lại tiếp tục chia nó hay quý chú đó, nó chia ra những cái chi khác nữa nè. Dạ. Cây này khá là đặc biệt luôn á. Rồi. Giá sao đây anh Sang ơi? Dạ mã số 5 này em xin giao lưu của chú anh chị 1.300.000. 1.300.000 thôi anh ha. Dạ. Cái thân thì nó cong nhẹ của chú. Nhìn cây khác biệt lắm, mình vô cái chậu mình chơi nhìn độc đáo. 1.300.000 của cô chú ơi, bao ship toàn quốc luôn. Dạ. Dạ tiếp tục luôn anh ơi. Dạ. Rồi em xuống cây ha. Dạ. Rồi anh có một cái tác phẩm phía trong này nè, của chú mới đọc nè. Như là hai cái bàn tay mình chắp lại vậy anh ha. Dạ. Đó, cái này nó quái á. Hai cái bàn tay mà đang niệm Phật kia. đang chắp lại của chú. Mình chắp hai tay lại. Ở đây nó đang ra mầm nè cô chú ha. À. Ở đây là dính liền nha của chú. Nè, lên tới đây là dính liền ha. Đây chia ra hai, y gan với bàn tay mình chắp lại. Nên ở đây thí dụ như cô chú mà cần lấy chi đây nè, nó đang ra mầm nè ha. Dạ. Nó cũng bẻ ra nhìn nó cũng đẹp á. Cái tàn trên đó của chú mình sau này mình làm tròn tàn luôn anh ha, mình xè cái tàn ra ha. Dạ. Đôi tay đang chấp lại, đang cầu nguyện. Mà không biết cầu gì đây. Rồi. Trên thân thì độc đáo lắm, nguyên cái thân to nè, ở dưới là một cái thân to nè. Lên. Chiều cao được 69 ạ. Dạ rồi, cao 69. Dạ. Đo cái thân to đó giúp em đi. Dạ, em đo cái tổng ấy được 77 á. 70 mấy luôn ha, 77. Dạ. Luôn anh hả? Dạ. Khá là to luôn nha cô chú. Cái này là 45. Cái này nó có nhiều điểm để đo lắm, chẳng hạn như đo dưới này thì nó to hơn ha, đo dưới này thì nhỏ hơn. Mình dạ. Đo cứ vậy tham khảo đi ha cô chú. Cái này được 43. 43. Dạ. Dạ rồi. Đường kính bầu là được 45 luôn ạ. Dạ 45. Dạ. Quay giúp em vòng luôn. Mặt này thì không lỗ nè, mặt này là sành cứng nè. Dạ. Ở trong này nó cũng đây là cái lỗ lỗ nè, rất là cứng luôn. Quá trời, gỗ nó đen thui, nó đen mung, nó cứng ngắc luôn của chú ha. Đó. Lên đây nó chấp lại vậy nè, cái này ra nó kéo ha cô chú ha. Dạ. Ta lui người ta về đục đẽo ra nó kéo ha. Cây này rất là đặc biệt nha quý cô chú, độc đáo luôn. Rồi giá sao đây anh Sang ơi? Dạ cây này em xin giao lưu cô chú anh chị là 1.700.000 ha. 1.700.000. Cây độc đáo nhất trong các cây ha, mỗi cây nó có nét riêng ha, nhưng mà cây này khá đặc biệt. Cây này mã số 6 của cô chú ha. Dạ. Rồi giá là 1.700.000 anh ha. Dạ. Bàn tay cầu nguyện. Rồi. Rồi em đổi giúp em nha. Luôn. Rồi cẩm thị hết ha, bây giờ mình sẽ tới một số cái phôi mai chú thủy đi anh ơi. Dạ. Đây mai chú thủy. Cây phôi mai chiếu thủy da đen nó lớn anh hả? Dạ. Cây này cũng khá là già, con thấy cái đường cái da của nó ha. Về mình có thể mình cắt lại theo ý mình nha quý cô chú. Một cái phôi anh cắt vậy thôi. Đế thì khá là đẹp luôn, đế đẹp. Rồi đo giúp em luôn anh Trang ơi. Dạ. Cái phôi chiều cao được 58. Dạ, cao tính tới cái phòng cảnh phóng nó luôn ha, là 58. Dạ. Này ngoài vị trí được 32. Dạ, 32. Dạ. Đế thì đo đường kính ngang là hết đế rồi. Dạ, đường kính bầu được 39. Dạ. Dạ. Rồi quay giúp em vòng bộ đế đi. Đế thì đặt hết trơn anh ha. Dạ. Đế đặt bầu hết luôn. Dạ. Đế thì quý chú yên tâm ha, đế đẹp. Rồi lên thân thì nó có số cái mặt cắt này. Rồi. Ở đây thì trên đầu này nó có một cái chỗ lỗ luôn anh ha. Dạ. Nó xuống tới khúc này heo chú, cỡ một lóng tay của mình. Ra đây. Đó. Tới đây nè hết. Cô chú về mình chơi thì mình để không á, mình cắt rồi ha, nhưng mà nó tới đây là hết rồi, nó không có mục nữa ha cô chú ha. Dạ. Nó không có mục luôn sâu. Dạ rồi, cây này giá sao đây anh? Dạ cây này em xin giao lưu cô chú anh chị là 900k. 900k của cô chú ơi. Dạ, này mã số 7 rồi cô chú ha. Ba ship toàn quốc luôn. À, cái bộ đế này rất là đẹp nha quý cô chú. Bộ đế đẹp.
về mình cắt lại cái cách chơi mình tùy thích ha, muốn trực cũng được mà muốn văn nhân cũng được á cô chú. Rồi đổi giúp em luôn 900 thôi. Rồi tiếp tục luôn. Cây cây giấu thủy da đen nữa cô chú ơi. Rồi lá chung hay lá lớn anh? Lá lớn luôn ha. Dạ, lá lớn ạ. Cây này thì nó lắc lượng ha cô chú. Cái này phong cao lắc lượng ha. Cái này sau mình về mình đánh nó ra rồi mình thả cái nào mới dán băng nhân được cô chú ha. Đánh băng nhân anh ha. Dạ. Dạ. Cái đường thân nó lắc nhìn cũng khéo á. Nó lắc mà nó lượng luôn. Rồi, đo giúp em luôn anh Sang ơi. Dạ. Lắc lượng. Lắc 3 4 đoạn luôn, 1 2 3 4 luôn. Dạ, chiều cao nó được 85. Dạ. Cũng khá cao anh ha. Dạ. Quanh ngay vị trí này 27. Dạ, quanh 27. Cái này cũ cũ đặt ha. Đặt dạ nó chưa khai thác hết nữa quý chú. Là được 85 ạ. À. Anh chưa có môi hết ha. Phía dưới này còn nữa. Nó đi xuống dưới anh. Dạ. Dạ, anh nó ôm nó gồm cũ à. Đường kính bầu đường kính bầu là được 38. Dạ, 38. Dạ. Khá là đặc luôn quý chú ơi. Cây cũng liên lạc anh ha. Dạ. Ít có nó ra mầm đúng mấy ngày mà nó ra mầm đó anh ha. Dạ. Chúng ta cây cây khỏe. Rồi giá luôn anh Sang ơi. Dạ cây này em xin giao lưu cô chú anh chị 1 triệu 2 nha. Em bao ship toàn quốc anh ha. Dạ. Ship toàn quốc luôn. Đánh dán văn nhân anh ha. Dạ. Rồi. Nói chung em nói vậy ha, cô chú về nhiều khi cái ý thích của cô chú á, mình chơi theo cái kiểu rì đó cũng được. Dạ rồi, đổi giúp em luôn. Dạ dạ. Khéo nó gãy mà. Rồi, tiếp tục luôn anh ơi. Mình tới bông giấy đi ha. Dạ bông giấy. Bông giấy mà dán thú. Rồi bông giấy dán thú mà giấy gì đây anh? Giấy dạ, gì đây? Sắc pháo ạ. Giấy sắc pháo anh ha. Dạ. Rồi, một cây hoa giấy sắc pháo ha quý chú. Em để có mấy ngày mà nó ra rễ dưới này trắng. Rồi, nên là rễ dưới này. Nói chung là cái cây này cũng khá đặc biệt ha, rễ nó buông xuống vậy đó ha. Dạ. Rễ nó này quý chú. Rồi 800k của chú ơi, bao ship toàn quốc luôn. Một cây giấy sắc pháo. Rồi em đo chiều cao ha. Dạ. Yeah. Chiều cao là được 60. Mình thân ngay vị trí này được 30 cô chú ơi. Dạ rồi 30. Dạ. Yeah. Chiều dài của cái đằng sau là được 28. Rồi. Mà cái này thì nó chủ nhà ta cắt á, nó có cái giống như bọng này cô chú ha. Dạ. Nhưng mà chỗ này nó còn sống ha. Dạ. Nó bọng ở giữa. Dạ. Xung quanh là mạch sống. Rồi, mà bông giấy thì nó cũng ưa bị bọng, nó già nó bọng. 800 anh ha. Dạ, 800k em bao ship toàn quốc ạ. Dạ rồi, đổi giúp em luôn. Dạ. Rồi, tiếp tục là mình có bông trang cái cặp này rồi em mới quay lại ha. Dạ, trang vàng. Dạ. Một cây trang vàng tròn tàn, có cái bộ cũ anh ha. Dạ. Cái này cũ nó tròn. Dạ. Cái này em có lô dây định hình sơ này ha. Rồi. Cái này cô chú mà mình về mình vô cái chậu bự là cái tàn nó phát triển mạnh ha, tại em ép chậu này cái tính ra cả năm rồi, hơn năm rồi. Trang vàng, củ đế già anh ha. Dạ. Rồi đo luôn giúp em anh Sang ơi. Dạ. Chiều cao được 58. Cao là 58. Tán ngang được 79. Dạ rồi. Hoành thân được 14 cô chú ơi. Hoành thân 14. Dạ. Rồi củ đế là bao nhiêu anh ơi? Củ đế được 25. Dạ rồi 25. Nó hơi khó đo nó chụp chưa. Cái này nó hơi chìm xuống ấy, mặt chậu ha. Mặt dạ. Cái dốc này. Cái này mặt xuống mấy đó. Này số 10. Rồi.
Số 10 anh hả? Dạ. Rồi giá là nhiêu đây? Dạ cái này em xin lưu cô chú anh chị là 900k ha. Dạ, 900k anh ha. Dạ. Rồi mình có một cặp luôn anh ha. Dạ một cặp. Rồi, để heo chú 900k. Ảnh vô dây sữa tròn tàn. Dạ rồi, đổi giúp em luôn. Dạ. Cây thì thuần chậu rễ nó ra trắng cái mặt hết trơn luôn chú. Cuối clip thì ảnh có một cái cây mai chiêu thủy cũng khá là độc đáo luôn cô chú. Mai chiêu thủy giống như cụm rừng vậy đó. Cây này mấy trăm ca anh? Cũng vậy luôn hả? Dạ cũng chín luôn anh. Rồi nếu mà này mã số 11 nào chốt một cặp ảnh bớt luôn cho. Chốt cặp mình bớt luôn anh ha. Dạ bớt chút đỉnh ha. Dạ bớt chút đỉnh. Rồi cây này thì cú đế cũng to hay không chú già. Hai cây đều dáng trực. Cái form nhờ cái cây này cái tàn này nó hơi nhỏ hơn á. Dạ cây này hơi nhỏ tàn hơn ha. Tại lúc đó em trồng nó bị lép. Dạ. Cô chú về mà mình trồng ra ngoài chảng nó sẽ đều lại ha, nó nhanh lớn nè. Dạ rồi đôi giúp em luôn. Chiều cao được 56. Cao là 56. Tán ngang là được 71. Dạ rồi, ngang 71. Cái thân này đi cũng nhỏ hơn cây kia chút anh ha. Dạ. Cây thì nó già nhưng mà cây này thì bộ đế nó nổi lên rõ hơn ha cô chú. Ngay vị trí này 14 cô chú ơi. Dạ. Đế nó nổi rõ hơn 14. Củ đế nó nổi. Cái củ này được 26 anh ạ. Dạ, 26. Dạ. Dạ rồi, cái này trồng nâng đế lên thay cái chậu đẹp đẹp đó cô chú để cũng dạ. Hay. Cái này là lý do là nó trong cái chậu này cô chú nhìn thấy. Anh nhổ ra luôn được ha. Dạ được. Đó anh nhổ ra anh để luôn cho cô chú xem. Dạ đây. Phải nãy cây kia mình nhổ ra vậy luôn nó rõ. À, nó cây kia nó cũng vậy. Cây kia cũng vậy đâu cô chú rồi. Trồng rễ vậy nè. Nói chung là cô chú yên tâm ha. Về mình khai thác xuống thêm khúc nữa cái mình trồng mình nâng cái bộ đế này lên nữa anh ha. Dạ. Vô cái chậu nhỏ nhỏ gọn gọn ha, mình để hai cây. Mà em thấy cái củ này trồng nhiêu ra cái củ này cũng ăn tiền này. Dạ. Củ này to quá chú. Mà nó già, cây già ha. Rồi, 900k luôn anh ha. Dạ. Bao ship toàn quốc luôn. Dạ. Dạ, quý cô chú yên tâm ha, mấy cây này thuần rồi. Rồi, tiếp tục là mình có cây mai chú thủy anh ha. Dạ. Dạ, tiếp theo của heo quý chú cũng là cây cuối clip luôn. Một cây mai chú thủy khá là đặc biệt luôn. Rồi cây này là mai gì đây anh? Dạ mai chú thủy da xanh anh. Da xanh ha. Dạ. Da xanh mà giờ nó chuyển da luôn rồi cô chú ơi, chuyển màu luôn. Nó già anh ha, em nhìn thấy cây rất là già luôn. Dạ nó u cục ha. Nó lên u cục mà đặc biệt cây này là liền lạc cây luôn với cô chú ơi. Cái cây này cái bộ đế nó cứng nhắc ở dưới này cô chú, tại vì người ta trồng trong cái chậu á, em dạ. Sánh mà đụng rễ không à, không thấy đất ha. Rễ cứng bầu luôn anh ha. Dạ. Để trong cái này là à. Khá đặc biệt quý chú, mình về mình khai thác xuống ha. Bộ đế này nhìn rất là đã luôn nè. Trong những chậu cây mười mấy năm rồi anh ạ. À. Rồi, anh dừng nhẹ. Đây. À, cái chớn rễ này quý chú ha, nó cắm rất là đều anh ha. Dạ. Ở đây. Và đặc biệt là nó từ những cái rễ này nó ra những cái con ha, nguyên một cái cánh rừng ở dưới này luôn nè quý chú, nguyên một cụm rừng ha. Mình về mình lượt lại mình chơi thành nguyên cụm rừng luôn. Ở giữa có cây cổ thụ. Cây này rất là độc đáo luôn á. Đây. Phải là cây già thì nó mới lên những cái cây con này u chú. Mà chú thủy. Rồi cái thân này thì con thấy là khá liền lạc luôn, liền lạc tới chỗ này luôn, không mặt cắt không gì hết. Quý chú thích để cái cành phóng thì để không thôi mình cắt ngang đây mình chơi nguyên cái tàn tròn vo ha. Nguyên cái tàn dù tròn vo. Đó. À, tác phẩm Tình Mẫu Tử anh ha. Dạ. Đó, một mẹ nuôi đàn con luôn. Rồi vị trí này đi đo giúp em luôn. Dạ. Cái này cứng cái bầu luôn cô chú, rễ không. Chiều cao được 67 ạ. Dạ. Cây đo thân mẹ nè. Rất là liền lạc với cô chú, đế đẹp luôn. Đế đẹp và đặc biệt. Thân mẹ là 40, 39 ạ. 39 anh ơi. Dạ. Dạ. Đường kính bầu là biết rồi. Cái đường kính bầu 65. Dạ. Cây này cũng khá lặng rồi cô chú. 180 hoành.
Cây này khá nặng quý cô chú ơi, nguyên một cái cụm cái này, cái rễ nó đặc lắm nha. Cái này quý cô chú về khai thác xuống là còn nữa. Đây. Đặc biệt có những cái cụm vạt rừng ha, mình chơi theo từng cụm rừng. Tổng thể lại là nguyên một cái cánh rừng lớn. Em tỉa sơ sơ ha cô chú, về nhiều khi mình muốn để cụm rừng mình tỉa lại ha. Dạ. Cho nó vừa cái độ thoáng. Cây này nhỏ nhỏ cây nhưng mà khá đặc biệt ha cô chú, liền lạc. Rộng cong cong chữ C. Em mình tính nhiều khi em nghĩ hay là tán cái cây này đi cho nó thấp rồi để sau lại nó ra những cái chi nhỏ thành nguyên cụm rừng luôn. Dạ. Yeah. Rộng cong chữ C, mềm mại, đúng là dáng mẫu tử luôn đó cô chú. Trực mà cong. Rồi giá sao đây anh? Dạ, cây này em xin giao lưu cô chú anh chị là 2.500.000. 2.500.000 anh ha. Dạ. Bao ship toàn quốc luôn cô chú ơi. Một cây khá đặc biệt luôn, cây mai chú thủy này đẹp. Rồi cũng là cây cuối cùng hôm nay anh ha. Dạ. Rồi mình chào luôn anh Sang ha. Dạ, cảm ơn cô chú đã xem video ha. Và chúc cô chú một ngày mới luôn luôn được vui vẻ và mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Dạ. Làm ăn phát tài. Và mong cô chú xem được ưng ý cây nào thì ủng hộ cho em. Dạ, em chân thành cảm ơn. Dạ rồi, em cũng chào anh Sang luôn. Chúc anh sẽ được quý cô chú ủng hộ thật nhiều. Con cũng kết thúc đây ha cô chú. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những clip tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh cũng như là để theo dõi anh em cây kiện. Con xin chân thành cảm ơn.